mình tự tin dữ là chồng mình sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ. Tại vì mình đẹp hơn chồng mình mà. Không, nhiều khi ý ảnh nó thay đổi thân xác có nghĩa là hôm nay đẹp, mai em đẹp hơn anh cũng yêu em. Đâu vậy? Thôi nói đùa thôi chứ nhiều lần mà khi có hai vợ chồng với nhau á thì mình rất là hay ghen. Mình nói là anh sao anh đi công tác hoài, anh đi công tác hoài anh đừng có bồ ở mấy tỉnh nha, mỗi tỉnh một cô nha. Mình hay chọc ổng vậy á. Thì ổng thấy không có đâu. Khi nào mà em bị ví dụ em bị một tai nạn nào đó, em không còn đẹp nữa hay là em không còn đi được nữa thì em mới biết là anh thương em như thế nào.